Chào mọi người, mình là Trung, mình kênh Cần Câu Nhật Bản cho mọi người. Hôm nay tiếp tục quay Cần Câu cho mọi người gỡ này. Đây. Đầu tiên là một cái cần hai khúc cho mọi người, cần hai khúc. Đấy, cần này chất liệu là nhựa đặc nha mọi người, nhựa đặc. Đấy. Dàn phan còn ok luôn, dàn phan ok. Hãng gì thì giờ chịu rồi. Sơn hay tem gì nó mắc rồi đấy. Bát nhựa này, bát nhựa vặn này, nó mắc cái đế đít rồi nha mọi người, đế của cái đít này rồi đấy. Cái này dài 1,5 m, thu vào là 83 cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,3 ly, cân nặng là 80 g nhé. Cái này số 110. Tiếp theo số 2 là một cây cần này, cái hãng gì đây, Daiwa nha mọi người, thấy cái chữ đây nhưng mà nó cũng hơi mờ rồi, nhưng mà nó chữ Daiwa đó mọi người. Đấy. Cần này chất liệu cũng là nhựa đặc nha mọi người, nhựa đặc. Dàn phan còn ok. Phan này không biết nó có đá không, phan kim loại không đây. Đấy, theo mình nhìn thấy thì phan là phan kim loại không thôi nha mọi người. Đấy, phan là phan kim loại không thôi. Đấy. Phan này chắc là nhựa đặc. Đây, ngoại hình của cây này thì khoảng cỡ 70%, 65-70%. Đấy. Cây này dài 1,8 m, thu vào là 92 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,1 ly, cân nặng là 260 g. Đấy. Cái này cái số 2 150 nghìn, số 2 150 nghìn rồi. Tiếp theo số 3 là một cây cần 3 đoạn. Đây, cần này hãng gì thì giờ cũng không thấy tên rồi nha mọi người. Đây, dàn phan còn ok luôn, dàn phan còn ok luôn. Bát vặn này, cái này chất liệu là nhựa đặc luôn nha mọi người, nhựa đặc. Loại hình cây này khoảng 80-85% rồi đây. Đấy. Đấy, ok. Đấy. Cây này dài 2,3 m, thu vào là 79 cm, đường kính đọc đỉnh của nó 2,2 ly, cân nặng là 240 g. Số 3 160 nghìn, số 3 160 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 4 là một cây cần trúc. Cần trúc này 3 khúc nha mọi người, cần trúc này 3 khúc. Đây, còn cái tay một xíu này. Dàn phan mình thấy còn ok luôn, phan còn ok. Đấy. Đây này ngoại hình khoảng cần trúc này như thế này thì ngoại hình khoảng cỡ 75-80% rồi nha mọi người. Đấy. Bát vặn này, cây này dài 2,4 m, thu vào 84 cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,95 ly, cân nặng là 300 g. Cây này số 4 150 nghìn. Số 4 150 nghìn nha mọi người. Mình rút cái đọc, mình uống cái đọc mọi người thấy. À, mọi người ơi, nhầm rồi. Có phan đầu bu này nó bị gãy bên này rồi nè. Phan đầu bu nó bị gãy bên này rồi. Đó, sorry mọi người nhé. Giờ mình coi mình mới thấy, mình lật rồi mình mới thấy. Để mình uống thử. Cái đầu bu này thì thật ra vô về mọi người dễ cọc thôi mọi người. Người thay rất là đơn giản nhé. Mắc cái dây xu ở đây rồi. Mắc cái dây xu về mọi người gỡ ra cho mình nữa nha. Đây là số 4, 150 nghìn. Tiếp theo là cây cần số 5. Số 5 là cây cần 2 khúc, cần trúc nha mọi người. Hãng thì này, có một cái tem gì. Đấy. Đây mình thấy. Cây này chất liệu là trúc rồi. Ngoại hình của cây này thì khoảng 70% trở lên.
đấy, dàn fan của nó này, đấy, fan fan mình thấy cũng ok nha mọi người, fan cọc ok đó, có nhỏ keo nữa, đấy, bass thì bass vặn, cây này dài 2m1, thu vào là 1m11, cân nặng là 280g, đường kính độc đỉnh là 4 ly, số 5. Cái gần này bán 150.000. Số 5 150.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 6. Số 6 là một cây cần rút. Đây, cần rút cây này thì giờ không thấy tên nữa đâu. Mình nhớ là những cây này là Shimano hay cái gì đó. Không thấy tên nữa đâu. Này, cái đầu bu thì nó mắc rồi này. Đấy. Nó mắc một hai cái fan gì nữa đâu. Bát. Bát là bát Fuji, còn mấy cái fan này còn fan Fuji luôn mọi người. Xịn lắm à. Dây xịn 1 đầu 2 3 4 tất cả là 4 ống rồi mọi người, đây 4 ống tất cả bát Fuji FS6 này. Đây. Cây này dài 2m7, thu vào là 76cm, đường kính độc đỉnh là 1 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 6 120.000, số 620. Cái này ngoại hình của nó khoảng cỡ 65% nha mọi người. Tiếp theo số 7 là một cây cần rút tiếp. Cây của nó đây, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Ngoại hình của cây này khoảng 65-70%. Đấy, nó bị mất cái dàn fan rồi. Rất có dàn fan này cũng mất đá rồi nên mọi người về thay luôn nhé. Đầu bu nó bị gãy một tí này, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 4 đoạn, cái đầu ngọn nó bị gãy một đoạn nha mọi người. Bát Fuji FX7 này. Đấy. Cái cần này dài 3m, thu vào 83cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng là 280g. Cái này cây số 7. Số 7. 50k. Về lấy cái bát này đủ tiền. Dư tiền rồi. Tiếp theo số 8 là một cây cần Ryobi. Đây, cần Ryobi, chất liệu là phíp mà người. Hình thức là mình rút ra này. Đấy. Cái này thì ngoại hình của nó khoảng cỡ rửa sạch đi, ngoại hình của nó khoảng cỡ 70% á, nếu mà mình rửa sạch đi sẽ làm 70%. Đó, giờ nó hơi dơ với lại nó cũng có máy dấu xước nè. Đấy. Đọc mảnh này. 1 đoạn, 2 đoạn. 3 đoạn. 4 đoạn tất cả, 4 đoạn tất cả nha người. Đấy. Bát Fuji FS6 này. Đấy. 3. Dài 3m, thu vào 85cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số nó đọc số mấy là số 8 à. Số 8 100.000 nha mọi người. Số 9 là một cây cần rút Shimano. Cần rút Shimano, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình cây này khoảng 75-80% á. Đó, đầu bu này. Rồi mấy cái fan này, fan. Đây, bể nứt đây. Đó. 1 2 3, nó có 3 đoạn nha mọi người, 3 đoạn. Bát Fuji này. Đây, cây này dài 2m4, thu vào là 90cm, đường kính độc đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 240g. Cây này cây số 9. Cây này giá 100 nha mọi người. Tiếp theo số 10 lại là một cây cần như thế nữa, Shimano, chất liệu là phíp. Đây, ngoại hình cây này khoảng cỡ 75-80%. Đây, dàn fan nó hư hết rồi.
nhá. Người về thay đi, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Đấy, ba đoạn nó như gai lúc nãy. Đấy, cái này thằng Phan cũng về thay đi, dài 27. Cái này dài 2m7 nha mọi người. Thu vào quá. Rồi, cái này dài hơn. Cái này dài 2m7. Thu vào 99cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 220g. Cái này cây số 10. Số 10. Cái này 101 nha mọi người. Số 10, 101. Tiếp theo cái cần số 11. 11 là cái cần liệu này đây. Cần rút nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình cây này thì khoảng 90-95% trở lên. Đấy, màu sơn rất là bóng loáng. Này, dạng fan của nó này, còn đá luôn. 1 2 3 đoạn. Tất cả 3 đoạn. Bát thì bát thường thôi. Cái này dài 2m7, thu vào là 1m, đường kính đọc đỉnh của nó là 3,5 ly, cân nặng là 210g. Cái này số 11 220.000. 11 220.000. Tiếp theo. Thì 2. 12 là một cái cần thế này, hiệu thế này đây. Cần này cần rút nha mọi người. Chất liệu là phíp, ngoại hình cây này khoảng cỡ 70-75% trở lên. Đó. Dàn fan của nó fan kim loại luôn. Đó. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn tất cả. Ở đây. Bát thì bát nhựa. Cái này dài 2m7, thu vào là 94cm, 98cm, đường kính đọc đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 210g. Cái này cây số 12. 12. Cái này bán 120.000. 12, 120.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 13 là cái cần này đây. Cái này China xuất Nhật đây. Cái cần này chất liệu là phíp mọi người, là cái cần rút đấy. Ngoại hình của cây này thì khoảng cỡ 70% này. Nó có một cái chỗ này này, nó có một cái fan chỗ này, nó mắc chỗ này này đây. Đây. Nó cuốn chỉ dán cây như thế nào mà mắc chỗ này nên không tụt xuống được nha mọi người, không tụt xuống được đấy. Nó dư như thế này đây. Đầu bu thì nó bị gãy một đoạn ngắn nha mọi người, một đoạn ngắn đây này nữa. Đấy. 1 2 3 4 5. Cả 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Đấy, cây này cây số 13. 100.000. 13 100.000 nha mọi người. Tiếp theo số 14 tiếp tục là một cây cần Shimano, cần rút Shimano chất liệu là phíp. Ngoại hình cây này thì khoảng 80%. Đấy. Dàn fan này, có nứt bể, có mắt đá có nha. Này, fan có mấy cái thật. Nó có 3 khúc thế này. Đó. Cái này dài 2m7, thu vào là 99cm, đường kính đọc đỉnh của nó 2,4 ly, cân nặng là 240g. Đấy. Cây này cây số 14. 130.000. Đấy. Tiếp theo là cây số 15. 15 là một cây cần rút NFT, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này khoảng cỡ 65%. Đấy. Dàn fan của nó hầu như là hư hết rồi. Đấy. Người về thay đi nhé. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn nha mọi người. Ba đoạn. Bát Fuji. Bát Fuji FX7 này. Cây này dài 2m9. 2m7 mà đo ra 2m9 ta. Không. Không nhớ nè. Đo lại thôi.
sau này đúng thật. Nó ghi như thế nhưng mà rút ra nó khoảng cỡ 28, 29 nha mọi người. Thông số của nó chỉ 27 thôi. Nhưng mà rút ra nó cũng khoảng 28, 29 nha. Đấy, 28 hơn, gần 29. Đây, thu gần ngắn nhất của nó là 1,06 ly. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,2 ly. Cân nặng là 180g. Đấy, còn là giá 100 này. Số 15. Giá 100. 15, 100 nha mọi người. Tiếp theo, cây số 16. 16 là cái này. Đây, hiệu gì đây? Đó, mọi người nhìn thấy. Cây này cây cần phíp, mọi người, chất liệu phíp. Ngoại hình cây này 90%. Đấy. Đây, rút này. Đấy. Cây này cần tay máy phụ nha mọi người. Cây cần tay máy phụ. Đấy. Đây là rút chỗ này cứ ngắt à. Không biết là nó có bị gãy, bị vỡ gì thế này không mà rút tới chỗ này nó cứ ngắt nha mọi người. Đấy. Hình như chắc là trong này bị gãy, bị vỡ gì trong này rồi. Người ta dán lại rồi nó còn mắc cái đoạn trong này. Đấy. Còn lại thì mình thấy dàn phan còn ok nhé. Còn lại mình thấy dàn phan còn ok. Đấy. Bát thì bát Fuji FS6 này. Cái này dài 3m7, thu vào là 1m, thu vào là 92cm, đường kính độc đỉnh là 0,7 ly, cân nặng là 220g. Cái này cái số 16. 230.000. 16 230.000. Cây số 17. Đấy, cũng là một cây cần tay máy phụ. Cây này hiệu Ryobi nha mọi người. Đây, cây này là Ryobi. Chất liệu là phíp thôi. Ngoại hình cây này thì 90-95% trở lên. Này. Cái đầu bu trên này, đoạn này nó mất rồi nhé. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Dàn phan còn ok nhé. Phan cọc còn ok. Bát Fuji FS5 này. Cái này dài 28, thu vào là 1m03, đường kính độc đỉnh của nó là 0,7 ly. Cân nặng 140g. Đấy. Cái này cây số 17. 190. Tiếp theo, cây số 18. 18. À, cây số 18 này. 18. Đây là cây, cũng là cây cần tay máy phụ này. Bát thường này. Đấy, cây này hãng gì thì không biết, hãng hình con cá này nè. Và cây này thì ngoại hình của nó khoảng 85% trở lên nha mọi người. Đấy. Phan phía mình thấy cọc còn ok. Đấy. Đang viết thấy cọp còn ok nha mọi người. Đấy. Đấy. Cây này dài 2m3, thu vào 84cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 100g. Cây này cây số 18, 150.000. 18, 150.000 nha mọi người. Tiếp theo số 19 là một cây cần tay máy phụ đây qua đấy bát thường đấy. Tay máy phụ nhé. Khoan cọc còn ok đấy.
Phan từ đầu này, chỗ này có mắc một cái phan là không mà mình không thấy. Đấy. Rồi, ok. Cái cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng gần 75% cho người. Dài 3m2, thu vào là 94cm, đường kính đọc đỉnh là 0,8 ly. Cân nặng là 120 g. Đấy. Cái này cây số 19, 150. 19, 150. Số 20. Số 20 là một cây cần tay. Cây này người ta đã chế lại cái đọt rồi. Những cái đọt nó hư người ta chế lại cái đọt lớn hơn á. Đây này. Đấy. Đọt mọi người. Nên thành ra nó bị dài, nó dư ra. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng, 9 lóng, 10 lóng, 11 lóng, 12 lóng, 13 lóng. Tất cả 13 lóng mọi người. Và lóng tính luôn cả cái đọt chế này. Còn mọi người nếu về có đọt chế ngắn, đọt ngắn hơn thì mọi người nha. Dùng cái đọt khác nha mọi người. Đấy. Cái này dài 39, thu vào là cái này của Suzumi nha mọi người. Cái này của Suzumi này, hãng Suzumi này. Chất liệu là phíp thôi. Đấy, Suzumi chất liệu phíp. Cái này dài 39. Thu vào là 66cm. Thu vào 66cm nha mọi người. 66. Thu vào 66cm, đường kính đọc đỉnh là 1,5 ly. Cân nặng là 180g. Đấy. Cái này là số 20. 150.000. Số 20 150.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng. Và mọi người mua hàng thì khi nhận hàng mọi người bắt buộc phải mở ra kiểm tra hàng xem bị lỗi vỡ hay gãy đồ gì không mọi người, hay là sai sót gì không. Đấy. Rồi xong rồi nếu như bị các trường hợp mọi người có thể hoàn hàng lại cho mình nhé. Còn lại mình không giải quyết những trường hợp nhận hàng xong rồi, xong xuôi rồi cứ báo cho mình là bị hư, mình sẽ không giải quyết trường hợp đó cho mọi người. Tại vì lúc mọi người mở hàng ra kiểm tra thì có nhân viên bưu tá bên Viettel thì dễ dàng hơn. Còn lại là mình sẽ không nhận những cái đơn, không nhận khiếu nại những cái đơn mà đã nhận hàng xong xuôi rồi nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.